Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Bóng Bóng TV. Hôm nay mình sẽ vẽ một Pokemon, và chính là Pokemon Freezer. Các bạn cùng xem mình vẽ nhé. Thank you.
Đây chính là bức tranh của mình nè các bạn này. Đây, đây là Pokemon Freezer. Pokemon này là một trong ba Pokemon huyền thoại là Fire, Freezer và Thunder, là ba Pokemon huyền thoại hệ băng, hệ lửa và hệ sấm sét. Đây các bạn xem, Freezer được phủ bằng một lớp màu xanh. Cách để nhận biết hệ băng cũng là màu xanh kiểu nhạt nhạt này các bạn. Trên đầu có một cái mấy cái màu xanh đậm hơn, đuôi cũng đậm hơn này, chân màu vàng đó, mắt của Freezer màu nâu, mỏ màu vàng, lưỡi màu đỏ. Rồi nếu các bạn thấy video này hay, hãy comment bên dưới cho mình biết nhé. Còn bây giờ nếu bạn nào thấy video này hãy chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký hãy ấn nút đăng ký phía dưới nhé các bạn. Đừng quên nhấn nút cái chuông để nhận được thông báo mới nhất về video của mình. Còn bây giờ tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.